Chào em, xin chào. Hai anh đây là nghệ nhân Đà Lạt anh em nhé, chuyên về hài. Rồi, rồi anh Dũng, anh Bưu có giải gì ở trong cái lô hài này không anh? Mình có tham dự xét tên văn hoa Thành phố Hồ Chí Minh, thì mình được cái tác phẩm này được giải nhì. Hài body đây à? Body live stream cái phim. Body live. Hiếm khi một cái cây nó hơi màu đậm, đậm màu như thế này. Bây giờ body thì nó xiên bông, nhưng mà một cái được cái chậu bốn cành bông như thế này thì cũng là tác phẩm đẹp. Cái chậu này anh trồng bao nhiêu năm rồi? Chậu này thì từ mình trồng nhỏ xuống lên nó khoảng 5 năm rồi. Từ một cây con bé lớn lên. Đây là cây rose. Có về của bạn mình, bạn dễ nhất. Mình như cái con gì ở dưới lớp đó. Của anh Đam đây. Đam, anh biết tên mình cũng rành lắm. Anh Đam ở dưới lưng. Cái rốt này là từ cái là cái tai bông nó dài, màu sắc đậm, túi cân đối. Tuy tác phẩm không lớn nhưng mà nó là sắc nét. Sắc nét đẹp đúng không? Cái này che mất cái này rồi, mấy anh treo kiểu này che rồi. Đấy, giải nhất đây là giải nhá. Rồi cây này là cây gì mà em thấy lạ này? Cây này đúng gốc nó là cây này là cây rốt lai với hài đuổi. Cái này người Đài Loan người ta lai đảo á. Rốt lai với hài đuổi. Đúng rồi, tại là chéo lắm. Bộ lá đẹp ghê nhỉ? Này lá này nó lai là lá rất là đẹp. Nhưng mà nó từ cái bông đuổi nha. Nó vẫn là gốc của rốt. Cây này giống bố nhiều hơn. Bố là rốt ví dụ như thế thì nó là giống bố nhiều hơn. Mà bông nó vẫn bông đuổi nghe. Bông đuổi đó thì nó lai mà. Nó lai đào giữa hai dòng mà. Được. Rốt và dòng đuổi. Nó ra cái dòng cây này phát triển tốt lắm. Mạnh lắm. Cây này cây đột biến hay. Không, cái dòng này cũng hay. Dòng này nó cũng là hay. Nó đa dạng mà. Rất là sướng. Nó được thế giới công nhận. Vùng miền nào cũng thấy hay được. Hài dễ chăm sóc không anh nhờ? Những này rất là hay. Hài dễ chăm sóc không? Không, hài thì nó cũng phải có trình riêng của nó. Dạ. Bữa nào chắc mình nhờ anh Bill hướng dẫn chia sẻ cho anh em cách chăm sóc lan hài. Tại vì năm nay xu thế anh em chơi lan hài rất nhiều anh. Đúng rồi. Thì thực ra cái nhu cầu do mình đi sâu với thế giới, người ta chơi hài cách đây mấy mươi năm rồi mà. Cây này cây gì mà em thấy cũng khá lạ. Nó cũng là một cái cây là cây đột biến. Vân hài. Vân hài. Nó là một cây vân hài nhưng mà cây này cây bông đại. Cây hài vân biến. Đột biến đấy. Bởi vì bông nó tím. Đậm. Cây này cây đại đó. Nó đây. Đúng rồi. Nguyên thủy của nó, một cây những cây hài đẹp đó. Thật ra là mỗi cây mỗi vẻ. Nếu mình tinh tế thì mình phát hiện ra là có những cây đột biến của dòng cây này. Rồi, ví dụ không? Như dòng phát là một trong những dòng rất là thích ôn đới. Có thể tấu lông lá nè, thân cành. Nó cũng thuộc là hài đuổi ấy nhờ. Hôm nay là phát. Phát. Nó cũng dạng đuổi. Dạng đuổi nhưng mà nó là dòng phát. Phát thì nó rất là sinh trưởng rất mạnh. Tốt lắm nè. Cái này là hoa chơi quanh năm ấy. Quanh năm. Với lại nó rất là dễ bông. Lên là có bông. Ví dụ lên thân là. Cái này giá thể là trên mình trồng bằng cái gì đây anh nhỉ? Nó là vỏ thông với lại đá thôi. Vỏ thông với đá thôi cả nhà này. Cái này nó chịu khô mà. Nó là vỏ thông là hợp lý. Vỏ thông sạch. Được ấy là ngoài là rất là chịu. Rất đẹp. Hai đó đa dạng đó, có những cái bông là những cây nguyên thủy nè. Quý thủy, nhưng mà cây này đột biến này. Nó cũng là cây quý thủy thôi, nhưng mà rất là độc. Nói chung là cái trưng bày, khu trưng bày lan hài đây là nó do đột xuất thôi. Chứ còn nếu đúng ra là theo cái kế hoạch từ đầu ấy, thì chắc chắn sẽ rất nhiều lan hài để anh em nắm. Cái này do đột xuất của ban tổ chức là trân trọng bộ hài. Thành ra là phát sinh thêm để có thương lãm cho như là một bộ hài thì nhiều kinh khủng tuyệt vời lắm. Vậy nhất cái cậu nhỏ không vậy gì vậy? Dạ. Dạ, tác phẩm đẹp anh, tác phẩm đẹp. Cái vấn đề là nó phụ thuộc vào ăn ở đấy anh. Đúng rồi, nó vì cậu cho con thế. Có nhiều cái hài lóc lá, xong cái hài chơi lá cũng đẹp. Tiếp theo em sẽ giới thiệu anh em cái những cái mặt bông lan hài mà tối hôm nay em sẽ bán lúc 19:30 trên kênh YouTube Lan Rừng Lâm Đồng anh em nhé. Đầu tiên đó là hài rốt. Hài rốt là cái giò mà nó gần giống như cái giò mà em mang đi thi á, được giải nhất á. Đấy, những cái giò này đôi khi nó còn đẹp hơn đấy cả nhà, nhưng mà giá tiền thì rất rẻ, cũng 600.000 cho một chậu, có thể 3-4 thân anh em nhé. Đây là những bông bói thôi. Sau khi nó nở hoa xong thì có thể những cái thân khác tiếp tục ra hoa tiếp. Đấy. Cho nên một giò này có thể là mình chơi được khoảng tầm
một hai tháng. Cây thì được trồng từ ở Việt Nam từ lúc mà nó còn nhỏ, cho nên là nó đã thích nghi với lại cái khí hậu ở Việt Nam rồi. Em về anh em chỉ cần cứ thế tưới nước, cho thêm một ít phân hữu cơ, nó sẽ phát triển rất tốt anh ạ. Đấy. Em hôm nay thì em có khoảng tầm 20 chậu. Giá thành cũng chỉ 600.000 cho một chậu thôi cả nhà. 600.000 cho một chậu. Đang mùa nó ra cây con. Nếu mà mình chăm sóc tốt thì những cái cây con này chả mấy lúc nó đầy chậu đâu cả nhà. Đấy. Rồi có những cái cây cây mà nó chưa có nụ, nhưng mà được cái nó rất nhiều thân, 4-5 thân, thậm chí 6 thân. Hay cho anh em nào thích những cái cây đăng hoa cũng được. Rồi có một số cây lá nhăn nha cả nhà. Hai rốt này kiếm một cây lá nhăn nó khó lắm. Bông rất sáng. Đi em thấy nó để trong cái khu vực Lan Hải ấy, thì phải nói cái cây hà rốt này nó tương đối nổi bật về cái lá. Đấy. Và có một cây hài rốt rất đặc biệt, đó là lá sọc cả nhà. Anh nào nhanh tay thì lấy được cái lá sọc. Lan hài lá sọc rất khó anh chị. Rồi một cái loại giống mới ngày hôm nay em bán, đó là hài đuổi màu xanh. Hài đuổi, đây là một cây bông đột biến. Và đặc biệt là cái lá của nó tất cả một sạp, nó khoảng mấy chục nghìn chậu như thế này, nhưng mà em chỉ chọn được khoảng tầm mấy chục chậu lá nhăn, chỉ lấy mỗi lá nhăn thôi. Thì anh em đã biết cái giá trị của cây lá nhăn rồi. Đấy. Chọn mỗi lá nhăn. Giá thành thì nó cũng không có đắt đâu cả nhà. Rồi, thêm cái mặt hàng mà cây hài xanh đột biến hài ba này. Hài ba này thì có được 2 chậu đang có nụ. Còn lại những cái chậu kia thì cũng chuẩn bị nó ra nụ rồi. Đấy, nó cũng đang lên cái mèo rồi cả nhà. Đấy. Như vậy em chọn những cây rất nhiều thân, thuần hết rồi. Về nếu mà anh em thích sang chậu, kiếm cái chậu đẹp đẹp, có thể sang bằng cái chậu đá. Đấy. Có duy nhất một chậu hài hương và mang về chơi thôi cả nhà. Rồi có một cái loại nữa, đó là cái cây hài rốt mà lai với lại hài đuổi. Mà ở trong cái phần đầu mà có cái cây hài mà ở trong cái hội thi đấy anh chị. Đấy. Thì đây là cái cây của nó này. Cái loại này thì nó cũng giá tiền nó cũng chỉ bằng cái cây hài rốt thôi cả nhà. Đấy, giá nó cũng khoảng 600 một chậu. Anh em có nhu cầu thì mời anh em vào lúc 19:30 cả nhà like ủng hộ em nhé.